bây giờ còn 3 triệu tiêu những cái gì, mua cái gì ăn? Thôi anh cứ mua ra rồi, nếu mà lúc nào anh cứ chỉ mua ít thì về mình cứ tiết kiệm phòng, trả tiền phòng, tiền điện nữa, để xem mà có tiền mua sửa mua đi được không. Nếu sao đến ngày trả tiền phòng rồi 3 triệu thì cũng không ở được đâu. Lo lắng, chăn trở, đó chính là tâm trạng của hai vợ chồng anh Mùa A Mang và chị Vàng Thị Sông tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Giải Phạm. Đã hơn 2 tháng kể từ khi đi cách ly tập trung trở về, đến nay anh vẫn chưa xin được việc làm trong khi vợ mới sinh con. Em đưa vợ đi thai sản về một tuần sau thì công ty gọi em đi test Covid rồi mới được đi làm. Em có đi test Covid ở Viện Nhật. Sau là có người bệnh cũng đi tiếp Covid đấy, tự dưng thì trở thành F1. Em cũng rất là lo, em sợ em bị bệnh thì không có ai chăm sóc vợ con em. Tối đấy em không ngủ được, nghĩ rất là nhiều luôn. Sau thời gian cách ly về phòng thì em cũng yên tâm một chút. Em rất là sợ bởi vì ở dưới này cũng không có ai, con thì còn nhỏ nữa. Nếu mà chồng em bị bệnh thì chả biết làm sao. Vì ở quê thì cũng không có ai, bố mẹ thì cũng không có, chỉ có hai vợ chồng thôi, dựa dẫn vào nhau để mà sống. Tự dưng là chúng em lại như thế, rất là lo. Nếu mà dịch cứ như thế này thì em cũng không biết phải làm sao, thấy rất là khó khăn. Và em cũng rất là mong là cái bệnh này sẽ qua nhanh để mà em còn có việc làm, để còn có tiền tiêu. Alo, con ăn cơm chưa? Chú nhớ mẹ không? Đã gần 4 tháng nay, chị Cao Thị Phượng, công nhân ở khu công nghiệp Phố Nối, chưa được gặp con trai bé bỏng của mình. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chị được trở về lại phòng trọ, ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng tại thị trấn Yên Mỹ, sau khi đã điều trị khỏi Covid-19 và kết thúc tự cách ly thêm 14 ngày. Tôi đi cách ly tập trung tại Đại học Thủy Lợi. Đến ngày thứ 19 thì tôi có hiện tượng sốt ho, được các y bác sĩ test mẫu PCR phát hiện ra mình bị dương tính ấy. Tinh thần suy sụp, nắm lúc kiểu như là nghĩ là không biết mình còn được gặp gia đình hay không, cũng tủi thân mà cứ nghĩ ở nhà mọi người động viên rồi là còn con nhỏ ấy, nên là cũng cố gắng vượt qua. Nhà thì có 3 người nhưng mà chồng một nơi, con một nơi, tôi một nơi, nói chung là suy sụp lắm. Lúc đấy là cháu đang nghỉ hè nên là có về nhà chơi với lại ông bà, cũng định là đón cháu lên nhưng mà không ngờ là ở mình bùng dịch ấy, nên là tôi cũng không thể nào mà gặp được con trong cái khoảng thời gian mà tôi đi cách ly rồi là đi điều trị bệnh ấy. Lúc nào cũng nhớ con nhưng mà không thể nào mà gặp được, chỉ thi thoảng gọi điện về nhà thôi. Lúc nào gọi điện về nhà xong cũng khóc, thì mong muốn bây giờ ấy nhất là dịch giảm đi cho cuộc sống đỡ khó khăn, đi lại thuận tiện, được về nhà đón con, hai vợ chồng con cái sum vầy, đấy là điều hạnh phúc lớn nhất rồi, không mong ước gì thêm. Gần trưa cháu cắm cơm đợi bố mẹ về, xong rồi bố mẹ nấu thức ăn, ăn cơm xong rồi đi ngủ, 2 giờ dậy xem tivi một tí rồi đi chơi, đến 4 giờ cháu cắm cơm. Đó là thời khóa biểu hàng ngày của ba anh em Đặng Hồng Anh từ khi nghỉ hè đến nay. Vì mưu sinh, hai vợ chồng chị Lê Thị Nhẫn phải xa quê để làm công nhân tại công ty thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Trước kia, thu nhập của hai vợ chồng chị đủ trang trải chi phí sinh hoạt và cho ba con ăn học, thì khi cơn bão Covid ập đến, khiến cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn rất nhiều. Bố mẹ nào thì cũng lo rằng con nó còn nhỏ, tự không thể tự trông nhau được, nhưng mà nó bắt buộc là điều kiện là mình phải như thế, nên là mình để như vậy thôi, nhưng không biết làm nào hơn ạ. Nếu như mà một người đi làm thì được hưởng 70% lương, còn một người ở nhà thì chỉ được 30% lương thôi, tức là nó giảm đi mất một nửa. Hai vợ chồng cũng đang rất là lo lắng, không biết rằng là khi các cháu đi học mà đó phải đóng tiền học thì cũng chưa biết là xoay sở như thế nào. Bữa cơm gia đình nhỏ cải thiện ngày cuối tuần vẫn là tiếng cười đùa của trẻ thơ, thế nhưng với người lớn, sâu thẳm vẫn là những tiếng thở dài với nỗi lo cho ngày mai. Đó chỉ là những câu chuyện,
những số phận trong rất nhiều hoàn cảnh éo le của công nhân nghèo. Không chỉ là nỗi lo kinh tế, đó còn là sự chia xa, là những tổn thất lớn về mặt tinh thần. Cũng theo thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ, hiện toàn huyện có 72 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở, tạo việc làm cho 14.000 công nhân, trong đó công nhân ngoại tỉnh chiếm 14%. Cơn bão COVID lần thứ tư kéo qua đã khiến cho trên 40 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất và gần 6.000 lao động bị ảnh hưởng đến thu nhập, khiến cho cuộc sống của họ khó khăn càng thêm chồng chất. Chồng em đi cách ly thì em cũng rất là lo lắng, nhưng mà em cũng rất là vui vì có bà chủ trọ rất là quan tâm động viên em, và cũng được bên y tế họ rất là quan tâm chăm sóc. Con gái tôi đấy đi chợ hàng ngày cho thì là về nhà tôi cũng cho phòng bên cạnh để ở nhà đến hết thời gian cách ly. Chúng tôi có vận động và hỗ trợ cái trường hợp khó khăn này, kể cả về tiền, nhu yếu phẩm. Sau khi anh đi cách ly về thì anh ấy cũng cảm thấy rất là yên tâm vì đã được địa phương và nhà tạo điều kiện giúp đỡ. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và người dân là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa đối với những hoàn cảnh đặc biệt như vợ chồng anh Mang, chị Sông. Và gia đình chị Phượng cũng vậy. Nó đáng quý với chị biết bao, là động lực to lớn giúp chị mạnh mẽ chiến thắng COVID và trở về với sự yêu thương của mái ấm gia đình. Chồng tôi ở nhà đây thì có đến phát gạo, các lương thực thực phẩm thiết yếu ấy, thì cũng giúp đỡ được phần nào. Và khi điều trị ở trên bệnh viện thì các bác ấy cũng rất là quan tâm, động viên, rồi thăm hỏi thường xuyên. Và khi mà hết bệnh ấy, được đi về nhà thì các bác ấy cũng đến nhà trao quà và cũng động viên vượt qua khó khăn. Còn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những đơn vị này vẫn cố gắng duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho công nhân. Cùng với đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã kịp thời triển khai Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đến các công ty, doanh nghiệp để đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Đến thời điểm này, chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ cho 17 công ty, doanh nghiệp và cơ sở mầm non tư thục với tổng số tiền là 576 triệu đồng. Có thể thấy, mặc dù dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tất cả lĩnh vực và đời sống, thế nhưng với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, các ngành, các cấp và chính quyền địa phương vẫn luôn cố gắng, nỗ lực để hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người lao động. Điều này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng, đúng như lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau vì đại dịch.